Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến chị em mang thai thì chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến triệu chứng ốm ngán. Nhưng hiện nay có trên 80% chị em phụ nữ lại mắc phải triệu chứng đau lưng và tê bì chân tay. Ở mỗi người thì có triệu chứng nặng nhẹ và thời gian điều trị dài hay ngắn khác nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Bích Hiền để cùng nghe chị chia sẻ về vấn đề này. Em chào chị ạ. Hiện tại thì chị đang ở trong giai đoạn thai kỳ tháng thứ mấy rồi ạ? Hiện tại thì chị đang ở trong cái giai đoạn thai kỳ tháng thứ 8. Vâng, như vậy là trong suốt quá trình mà mang thai thì mình có những cái triệu chứng gì ạ? Dạ, trong suốt cái thời kỳ mà mình mang thai, trước đây thì mình là một người rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và có thể rất là năng động trong công việc. Nhưng từ khi mà mình phát hiện có bầu thì cơ thể thay đổi rất là rõ rệt. Và đặc biệt là sức khỏe mình cảm thấy là không có được như trước. Ví dụ như mình thường xuyên bị đau lưng, tê bì chân tay và rất là khó ngủ vào buổi tối. Nói chung là cái năng lượng làm việc của mình bị giảm sút đi rất là nhiều. Nên là cảm thấy mình rất là lo lắng. Vậy không hiểu là nguyên nhân là vì sao nữa. Vậy cái triệu chứng đau lưng hay là tê bì chân tay thì thường xuất hiện vào nhiều nhất là trong cái giai đoạn nào cũng như là trong cái thời điểm nào trong ngày? Mình cảm thấy cơ thể mình triệu chứng mà tê bì chân tay và đau lưng nó xuất hiện nhiều vào cái giai đoạn mà từ tháng thứ 3 trở đi. Và xuất hiện nhiều nhất là vào buổi tối. Và nó có ảnh hưởng nhiều đến cái sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của chị không? Ảnh hưởng rất là nhiều chứ. Ví dụ như là buổi tối mà mình cảm thấy mình không khỏe thì cái giấc ngủ mình không được sâu. Mình đau lưng, mình tê bì chân tay, mình ngủ không được. Sáng ngày mai thì mình đi làm lại, mình đi làm công việc của mình không được hiệu quả. Và cảm thấy cơ thể của mình không được khỏe. Như vậy là để hạn chế hay là giảm bớt những cái cơn đau thì chị có sử dụng các phương pháp hay là đến các cái trung tâm nào để chữa trị chưa? Trước giờ thì nói thật là mình chưa biết được một cái phương pháp nào để giảm những cái cơn đau lưng hoặc là những cái triệu chứng tê bì chân tay của mình. Chỉ có thường xuyên tìm hiểu trên mạng thì cũng xoa bóp rồi là massage nhẹ nhàng ở nhà đấy thôi. Mình cũng hy vọng là tìm ra được một cái phương pháp nào thực sự hiệu quả để giúp cho những chị em bầu như mình là có được một cái sức khỏe tốt hơn và có được một cái biện pháp là giảm thiểu cái sự đau lưng vì cái triệu chứng nó rất là mệt mỏi và khó chịu ạ. Vậy thì ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với chị, đó là y sĩ Nguyễn Bá Y đến từ Học viện Dân tộc Cổ truyền. Và y sĩ sẽ hỗ trợ cũng như là giúp cho chị chữa trị cái chứng đau lưng cũng như là tê bì chân tay. Chào y sĩ. Trong quá trình mang thai thì người mẹ phải mang thêm một khối lượng, là khối lượng sinh thêm là do mang thai của mình, tức là vô tình nó đã làm cho cuộc sống của mình chịu thêm một cái lực rất là mạnh. Bên cạnh đó thì có những sự thay đổi trong cái nội tiết tố của mình, và nội tiết tố nó thay đổi sẽ làm cho cái sự co giãn của dây chằng giữa cho cái cuộc sống lưng và các xương cùng chậu đây, nó sẽ bị ảnh hưởng trọng lực với nhau. Do vậy thì chứng đau lưng xảy ra ở phụ nữ thời kỳ mang thai thực ra nó một cái điều sinh lý bình thường, nhưng nếu chúng ta không biết cách hạn chế nó thì nó sẽ vô tình làm cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và không thoải mái. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho chị một số cách để có thể chị về nhà tự chăm sóc cho bản thân mình nhằm cho giảm bớt một số triệu chứng đó, và qua đó thì nâng cao thêm sức khỏe của mình cũng như là giúp cho thai nhi chúng ta phát triển một cách tốt hơn. Thì như chị thấy là cái cột sống lưng của chúng ta thì nó tuy nằm ở sau lưng, nhưng chúng ta có thể giảm triệu chứng đau lưng bằng cách chúng ta tác động không cần trực tiếp ở sau lưng. Ở đây chị nhìn thấy này, như cái cổ tay của tôi đây, chị nhìn thấy khi chúng ta nắm đây này thì đây tương ứng với vùng đầu, đây là cái gáy, và tiếp theo dưới gáy sẽ là bắt đầu vùng bả vai, tiếp theo đây sẽ là cột sống lưng ở đây. Như vậy khi mà chị bị đau lưng, chị hãy tự dò sinh huyệt của mình, tức là những điểm báo đau ở trên cả hai tay, và tay nào đau hơn chị tập trung làm đến đó. Tôi lấy ví dụ như hai tay, sau khi tôi tìm như thế này đó, chị đau lưng cái phần gần đoạn này thì mình cũng tìm gần dưới gáy đây, đoạn này. Nếu chị thấy bên này đau hơn bên này nhá, chị tác động vào đây cỡ 30 cái massage nhẹ nhàng thôi, và chị vừa làm chị vừa cảm nhận xem cái vùng đau lưng nó có bớt không. Đó, chị cứ làm như này. Và bên cạnh đó khi chị rảnh rỗi chị hãy tập tác quay cổ tay này. Đó, khi chị quay cổ tay như này, vì tôi đã nói cái đầu đây nó sẽ đồng ứng với cái đầu thật này, khi chị quay cái cổ tay này, tay chị quay như này,
quay mỗi lần cỡ 200 cái, một ngày chị làm cỡ 2 đến 3 lần. Đấy. Mỗi lần 200 cái. Đúng rồi. Ngày làm cỡ 2 đến 3 lần nhé. Đấy, chia đều ra sáng chiều tối nữa. Quay rất dễ như này thôi. Quay tay. Rồi bên cạnh đó, nếu như chị quay mà chưa thấy đủ thì chúng ta có thể thay cho việc quay cổ tay là quay cổ chân. Bởi vì chân tay nó sẽ đồng ứng với nhau thôi. Trong ngũ cụ này rất là hay. Một là tất cả là một. Cho nên chị nhìn thấy như thế nhưng mà quay ở đây cũng đỡ, quay cổ chân thì nó vẫn có tác dụng như thế. Đó là những cách rất là hay mà tôi đã ứng dụng rất là nhiều. Người phụ nữ đang mang thai đó, họ làm những cách này và họ cũng thấy đỡ rất nhiều. Mà chúng ta không phải tác động từ phía sau lưng này, bởi vì nhiều khi tác động quá ảnh hưởng đến thai nhi. Và bên cạnh đó thì chị nên tham khảo thêm ý kiến của một số chuyên gia dinh dưỡng đó, để mình bổ sung thêm dinh dưỡng. Tại vì thực ra cái đau lưng nó cũng liên quan đến yếu tố dinh dưỡng, không có cần mang thai. Rồi như cái tay của chúng ta đây, chị đưa con cái vào nắm lại, nó sẽ giống cái đầu. Đây là mặt trước của chúng ta ha, cái khuôn mặt, mũi, miệng nằm ở đây. Còn đây là sau cái cổ gáy chúng ta, đúng không? Đó, cho nên cái phần lưng nó ở phía sau này. Nha. Cho nên đó, chị sẽ tìm cái điểm đau này, mà chị mò tìm nhé. Đúng rồi. Đây là cổ gáy này, tiếp theo là lưng ở đây. Ha. Chị mò tìm như này. Hai tay, bên nào đau hơn thì chị tác động vào cái ba chục cái. Cứ nhẹ nhàng thôi. Theo như em thấy thì hiện nay các vấn đề đau lưng nó khá là phổ biến đối với các chị em phụ nữ mang thai. Vậy thì cái nguyên nhân nào gây nên cái triệu chứng đau lưng ạ? Ngoài cái việc như tôi nói là mang thai là thêm một gánh nặng trong cơ thể mình, thì cái việc đau lưng hiện nay cũng gặp rất nhiều trường hợp. Nhưng mà cái nguyên nhân thì nó cũng rất nhiều lắm. Ví dụ như là thoái hóa cột sống, rồi làm gai xương cột sống, rồi thoát vị địa đệm, vôi hóa nó cũng gây đau lưng. Chính vì thế nếu như tình trạng đau lưng của chúng ta mà nó diễn biến một cách khá là phức tạp hoặc là những cơn đau kịch liệt làm cho chúng ta không thể thao tác những động tác bình thường đơn giản hàng ngày, thì tốt nhất can thiệp của bên bác sĩ đấy. Chúng ta không nên tự ý là đè nắn chỉnh cuộc sống của mình, tại vì chúng ta dù sao đang mang thai. Dạ vâng. Vậy thì có sự phân loại về các triệu chứng đau lưng không ạ? Hay là chỉ là một tên gọi vậy thôi? Thì thực ra phụ nữ khi đau lưng thì họ cảm thấy là những hoạt động của họ, ví dụ như cúi ngửa đau hơn bình thường một tí, thì chúng ta có thể hỗ trợ bằng những phương pháp như tôi nói vừa rồi. Còn khi mà chúng ta cảm thấy nó đau quá đến nỗi chúng ta cúi nhẹ nhàng thì không được, hoặc làm những cái thao tác đơn giản như bình thường cũng không thể được, thì chúng ta nên đi khám tây y để bác sĩ cho lời khuyên tốt nhất. Như vậy là các biện pháp xoa tay như thế này chỉ là tạm thời cũng như là hỗ trợ một phần nhỏ trong cái quá trình điều trị đau lưng thôi. Còn đối với dạng tê bì chân tay thì như thế nào ạ? Tê bì chân tay thì đây là một thuật ngữ. Thực ra nó nằm ở trong cái hội chứng ống cổ tay, bên phía tây y người ta đã nói. Thì cổ tay của chúng ta có một cái dây chằng ngang đi quanh qua. Và vô tình khi mà chúng ta mang thai ấy, thì cái lượng hormone thay đổi thì nó sẽ làm cho dây chằng này cũng bị co rút theo. Như vậy nó sẽ đè lên dây thần kinh giữa chi phối ra bàn tay của chúng ta. Và nó sẽ ảnh hưởng đến ba ngón chính, đó là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, và một phần cơ này. Hội chứng ống cổ tay này nếu bình thường mà chúng ta không mang thai, chúng ta bị á, mà để một thời gian lâu không chữa trị á, thì nó sẽ làm cho teo cơ bàn tay. Còn với chị em phụ nữ mang thai thì đây được xem là một cái bệnh lý bình thường trong quá trình mang thai. Và khi hết mang thai, tức là sinh xong á, thì hội chứng này coi như là sẽ giảm và hết, đa phần là vậy. Nhưng mà chúng ta cũng không nên chủ quan, nếu như chúng ta quá tê hoặc quá đau thì chúng ta cũng buộc phải đi tây y để chúng ta khám. Thường thường thì đó là những cái triệu chứng bình thường, triệu chứng mà thường mắc phải của những chị em mang thai. Nhưng mà một số chị em sau khi sinh xong thì vẫn cảm thấy là mình bị đau lưng hay là bị tê bì chân tay, thì không biết lý do vì sao ạ? Đó là lý do là trong quá trình mang thai là 9 tháng 10 ngày thì cuộc sống của chúng ta là vô tình là nó bị cuốn theo một cái gọi là cái hướng không tốt cho cuộc sống. Tại vì một số chị em phụ nữ là có những tư thế sai, ví dụ như là đi hay ưỡn quá hoặc là chống lưng quá nhiều. Cho nên là những cái như kiểu cái cây chúng ta uốn không đúng thì nó sẽ bị thành những cái đường cong sai lệch. Cho nên đó, sau khi mang thai mà nếu chị em chúng ta vẫn thấy còn đau cuộc sống thì chúng ta cũng nên nhờ sự tư vấn của các chuyên gia bên, ví dụ như là bên mảng tác động cuộc sống, họ xem cuộc sống của chúng ta xem thế có bị sai lệch hay không. Nếu mà sai lệch thì họ có thể can thiệp bằng cách là tác động cuộc sống để cho cuộc sống nó được căn chỉnh đúng lại theo cái đường cong sinh lý của nó. Còn nếu mà không được thì chúng ta cũng phải buộc đến bệnh viện để khám thật kỹ. Như vậy là để mà giảm được cái triệu chứng đau lưng thì chúng ta sử dụng những cái phương pháp, những cái liệu trình nào là phù hợp nhất ạ? Ở đây thì ngoài việc chăm sóc da và sắc đẹp đó là bầu,
thì đội ngũ nhân viên tại Spa Bảo Ngọc đây cũng trang bị thêm kỹ năng, tức là giảm triệu chứng đau và khó chịu với vùng lưng cho phụ nữ mang thai. Thì ví dụ như là tác động dưới vùng massage với bàn chân, thì họ có thể là thông qua những kỹ thuật đã được huấn luyện thì họ sẽ giảm những cơn đau và qua đó giúp cho cuộc sống lưng được thư thái rất là dễ chịu. Và đa phần những bệnh nhân đã được làm ở đây thì sau khi xong một lần điều trị thì ra ngoài ai hầu như cũng có cảm nhận rất là tốt, là họ được giảm rất là nhiều cái triệu chứng đau nhức vùng lưng. Sau khi thực hiện những cái động tác mà y sĩ đã hướng dẫn cho chị thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Sau khi được sự tư vấn của y sĩ thì chị cảm thấy các cái động tác mà bác y sĩ hướng dẫn mình về nhà tự làm ấy khá đơn giản, nên mình nghĩ là có thể mình tự làm được ở nhà. Và hy vọng là những cái cơn đau lưng và những cái sự tê bì chân tay của bà bầu là sẽ được giảm bớt. Vâng. Vâng, cảm ơn y sĩ, cảm ơn chị Hiền. Hy vọng rằng là qua những chia sẻ của y sĩ Nguyễn Bá Y cũng như là chị Bích Hiền thì những chị em phụ nữ mang thai chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm nhất định và có được cái cách chữa trị đối với những triệu chứng đau lưng hay tê bì chân tay. Và bên cạnh việc tự chữa trị tại nhà thì các chị em phụ nữ chúng ta cần đến các bệnh viện để mà được thăm khám và điều trị phù hợp đối với các triệu chứng đau lưng và tê bì chân tay. Và đến đây thì Kiều Anh xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Có Biết tuần này. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị cho chương trình. Mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình Bạn Có Biết, Phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hoặc qua email bạncobiet@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.